Alo, chào ông chú nha. Chào con. Chú khỏe không? Khỏe. Thì tình hình buôn bán hôm nay, hôm qua đây thế nào chú? Bữa nay nó ngày không có bán. Thì tới 5 giờ thì nói lại tình xưa. Nói chung là sự tình khi vợ mình nó cũng còn thương mình. Dạ. Đó là nó trở về với mình. Thì 5 giờ có thể tụi mình tổ chức cuộc liên quan để có làm bánh nói lại tình xưa đó. Vậy đây bên nhau đúng không? Bởi vì cái đó cô ở bên Mỹ á. Dạ. Cô cũng thương mà cô tổ chức cho ha. Tổ chức cho. Với sắm cho mình bộ đồ. Dạ. Chiều bận đồ mới rồi vô với nó ngay bây giờ cạo râu rồi cũng đẹp trai rồi ha. Dạ. Giờ mình thấy là tôi khác không hồi bữa. Đúng rồi. Thôi vậy đi. Sắc lên thấy đẹp trai. Bởi vì khi mình tưởng nó hạnh phúc của mình tới đây là nó hết. Cái đó sự thật tôi nghĩ vậy. Nhưng mà tôi thì em cháu có biết đó. Tôi với vợ tôi thì cũng nhất quyết là như em cháu cũng hay thằng Phúc phải không? Nó qua năn nỉ nó khóc lóc gì đó, nó nói cũng cái nghĩa tình. Cái điều quan trọng á chú, cái điều quan trọng là quan trọng người á. Mọi đúng. Người hay cho cô chú đều phải có giảm xuống cái tính đúng, của mình. Đúng. Như tôi thì cũng nhất quyết mà nó cũng vậy, nhưng mà hai vợ chồng á thì khi thấy được em út mà nó thương, nó tính nói lại để làm gì, để mấy đứa cháu nó có ông nội bà nội. Và sau mình lớn tuổi rồi bệnh hoạn rồi vợ chồng cũng có nhau cũng là đúng. Thôi vậy kết thúc tới 5 giờ thì em cháu cũng rủ về bạn lại với có số điện thoại mà điện Bích Như lại chơi được không? Dạ. Nhiều khi gì giờ này các bạn chị bận gì không? Chắc nó bận không chừng nữa, bị nó làm mướn cho người ta mà. Dạ. Con mình nó cũng khổ mà mình cũng vậy luôn. Thôi bữa nay là nói chung là cuộc vui để cho bà bác bà vui đi. Để mất không thôi. Rồi bữa thôi nào mình khuyên sao, mình gặp nhau sao. Đúng rồi. Từ từ đi. Con cũng hỏi bà cô rồi, bà cũng nói bà không có giận gì mà chị Bích Như hay ai hết á, bà không giận nên thành rồi bữa sau thì mình có tạo một cái cơ hội đôi bên gặp mặt đồ vậy nó vui. Ừ. Đó, vậy cho nó vui thôi. Hàng gắn gia đình rồi. Đó vậy đó. Ừ. Thì bữa giờ mà ông bác mà anh Trọng khi mà chuyển qua chỗ ở mới á thì ông bác có đi đi qua anh Trọng lần nào chưa? Chưa. Nói ngay rồi mình nếu làm ở đâu cũng vậy mà nghe con mình nó có công an chuyện làm thì cái đó mình rất mừng, cái đó sự thật vậy thôi. Mà mình khuyên nó là cái chỗ là đừng có phóng đi đâu nữa, là ở vậy đang làm cái gì cũng vậy cho lập nó trường cho vững, lập trường cho vững nó mới chín chắn được. Cái nghề nghiệp nào cũng vậy, mình phải học hỏi tới thời gian lâu nó mới trả lời cho mình là người chín chắn hay sao. Chứ bây giờ cứ học nghề mới hoài thì suốt đời nó cũng vậy thôi. Bị nhảy qua nhảy lại thì cái gì cũng không ra cái nấy. Đối nghề nghiệp nào cũng vậy, đúng không? Cũng như tôi theo đúng vậy. Mình lớn rồi theo đúng là tôi đâu có lính đổ mà tới cái rỡ mà đi bán trái cây này đây. Tôi mới có học bán thôi, mới đây đó. Dạ. Chứ tôi đâu có ngờ tôi như vậy. Cái gì vậy tỉ như ở dưới quê đi, nói đơn giản. Cái quen rồi cái bắt đầu rồi chừng nào muốn đi ra biển thì con nước là giọt ra ngoài thôi, bơi về thì cũng có tiền sống. Ông bác uống miếng cà phê đi. Ừ. Cái gì nó cũng quen. Thì ông bác thấy mà bữa giờ ông bác có coi clip mà anh Trọng thấy vợ chồng với lại con cái anh Trọng á qua có một cái căn phòng đó là chúng gọi là quá tuyệt vời, quá xịn luôn. Cái đó mình ông bác thấy sao? Rất mừng cái đó, chỗ làm ăn sang trọng như vậy thì mấy đứa nhỏ mình kỹ lưỡng lại một chút. Dạ. Cái đó điểm chính nó vậy. Với lại sắp tới đây là mấy đứa nhỏ sẽ được đi học hết. Cái đó là mừng nhất luôn. Tú Linh, bé Phúc, bé Quý gì đó là được đi học hết. Rồi, với lại là được các cô là hỗ trợ cho, với lại bên phần phía cô Sưng á, hỗ trợ cho chi phí cho mấy đứa nhỏ đi học. Rồi thêm là có những cái cô dạy lớn đến để dạy cho vợ anh Trọng làm massage gội đầu bấm huyệt đồ á. Là làm tại văn phòng luôn với anh Trọng luôn.
Thì ông bác nghĩ sao khi mà vợ chồng anh Trọng đã có công ăn việc làm như vậy ông bác? Mình rất mừng đó, nói thiệt thôi vậy đó, mình cũng mừng lắm. Với cũng như trời đất cho con em, tức như từ con cháu tới con tôi và con dâu có nghề có nghiệp để sau này nó vượt lên chính mình mà. Dạ. Nói gì đi, ráng làm, có cực khổ mới có được thoải mái, như vậy thôi. Nhưng mà hiện bây giờ là bên cái chỗ công ty của Rộng Súng cũng nhờ tụi con là giúp Rộng Súng trong cái việc là quảng cáo những cái sản phẩm mà kết hợp với những cái sản phẩm công ty khác á, để bán một phần là giúp Rộng Súng có thêm thu nhập đó. Mà hiện bây giờ tụi con có cái ý tưởng là muốn là đưa Rộng Súng để kết hợp làm những cái MV hài ca nhạc để cho gửi tới cô chú anh chị xem á. Thì tụi con đang thiếu một cái chân là kết hợp với Rộng Súng, thì sẵn đây là con hỏi chú rồi, chú có sẵn tiện là chú có thể kết hợp lại được với Rộng Súng để mình diễn một cái nói hài ngắn không? Này, giả sử như cái gì cũng nó có tường tích, nó có lớp lan. Dạ. Cải lương thì tôi biết rồi, còn cái vụ mà tiếu ở ngoài đời á thì mình chưa có từng làm. Dạ. Nhưng mà cái chuyện mà dưới phần tôi bán trái cây đây thành ra mình cũng hơi căng cái chỗ đó, bị mình bán thì em không biết. Không phải là ngày nào cũng đi mà chỉ có biết một rồi. Bữa thôi rồi được hỗ trợ cho anh Trọng thôi à. Rồi cái đó mình phải giả sử như mình đâu đó vợt xong nửa tháng hay là hoặc tuần lễ đi, nếu hơi chậm thì tuần lễ hai tuần gì đó, chừng nào được mình hả quay. Dạ. Nói vậy coi năng khiếu cái cốt truyện đó nó có thể thiếu được hay không. Dạ, có duyên hay không thì tụi con sẽ lên cái nội dung rồi đưa cho chú xem rồi chú thử với tụi con, nói chung mình test trước rồi xong nếu mà ok thì mình không gáp ngày nào đó tôi với nó ngồi gáp chừng nào được đó, rồi dạ, bắt đầu mới diễn sức. Dạ. Cái diễn sức rồi tập diễn sức đâu đó rồi mới lên chú được. Là con thấy là chú có kinh nghiệm từ xưa giờ thì về cái mặt đó diễn sức rồi thì con mong đồng ý là được, nhưng mà khi mình bỏ thời gian cũng lâu lắm rồi nha. Bây giờ có chậm không sao đâu, tại vì tụi con có làm kịch bản nha. Ông bác cái đằng dựa đó và ông theo cái kinh nghiệm của ông bác làm nghề thôi. Là mình tiết tấu thêm thôi thì giúp cho anh Trọng làm, tại vì được công ty hỗ trợ cho anh Trọng làm những cái MV của mình để mà giới thiệu tên tuổi của mình. Thì ông bác thấy anh Trọng mà sắp tới làm MV như vậy thì ông bác thấy sao? Ca nhạc rồi á. Rất mừng, sự thật vậy. Nhưng mà ông bác đã xem mấy cái MV mà đợt trước Nam làm cho anh Trọng Súng chưa? Ở nhà anh có, ông bác có coi. Thì tụi con cũng làm nó giống như vậy đó. Thì nó như vậy thôi. Có. Đó, thì con nghĩ là chắc cũng nó cũng nhẹ thôi chứ cũng không có nặng nề gì đâu. Không có nặng đô cho chú với anh Trọng. Tại vì tụi con muốn là gửi tới cô chú anh chị một cái hình ảnh mới của anh Trọng Súng, cũng như là của chú, gia đình chú, là nói chung là có một cái tố chất là nghệ sĩ trong đó. Đó, thành ra là có tố chất nghệ sĩ nên thành ra tụi con mới tạo ra một cái nội dung như vậy để gửi tới cô chú anh chị xem cho nó có những cái mặt tích cực hơn. Đó, ý con tụi con là như vậy. Rồi nhất trí. Tại bác biết sao không? Theo con á là tại vì vừa qua những cái chuyện vừa qua gia đình của ông bác á với lại gia đình của anh Trọng á thì nói chung là cộng đồng mạng người ta rất là ghét. Chứ bây giờ là hình như là người ta ghét nhiều hơn là thương. Bởi vì nói chung là mình cũng biết là mỗi người quay lên một cái thì nhầm người thì trách móc có, rồi thọt vô bánh xe cũng có đủ thứ. Nói chung tôi cũng vậy, tôi cũng nghe thôi, cũng bầm dập tôi lắm, lương tâm tôi á. Theo đúng là tôi cũng đâu có thích gì đâu, nhưng mà mình đã như thế này rồi, đi lên đây rồi thì bây giờ chịu đấm ăn thôi, rồi dù thương hay ghét cái đó cũng tùy em út cô bác, phải không? Dạ. Cái đó sự thật, chấp nhận hết. Nhiều khi bị mình nói xin lỗi lớn tuổi chứ vẫn khờ dại, cũng vẫn bị ra bóp cổ như thường. Dạ. Nên là đó là nó thật. Nên là bây giờ lên anh, thành phố mà. Dạ, nên là bây giờ anh em con á là muốn á là cái chuyện vừa qua của anh Trọng á là cho để cho anh Trọng có được một cái bài học. Đó, và bây giờ hiện tại cái công việc hiện tại của anh Trọng nè, người ta giúp đỡ cho anh Trọng thì anh Trọng phải giữ chững lập vườn. Đó, không có nghe theo một phía nào là lương thấp lương cao gì đó, ráng, là bài nhảy chỗ khác nữa để vượt lên. Nói vậy dạ thôi. Nên là con mấy tụi con mới là chí thú một cái nghề đó đi. Dạ, nên là tụi con mới nghĩ ra một cái chương trình là tại sao bạn không thể. Đó, nó là sẽ giúp anh Trọng, thứ nhất là giúp cho gia đình anh Trọng, thứ hai nữa
là lấy anh Trọng ra làm gương, là anh Trọng biết sai phải sửa sai đúng rồi mới là con người tốt. Ừ, cái đó vậy đi chứ làm người làm sao khỏi mà sai. Dạ tới thì biết sai là mình sửa là ok. Người lớn ngay như tôi còn bị sai nữa chứ đừng ai. Dạ đúng rồi chứ đâu bây giờ tránh khỏi đâu. Nhưng mà qua cái bài học vừa qua thì rút được cho anh Trọng nhiều, rất là nhiều bài học. Ừ. Về bài học là quay đầu là bờ, tin người và là lòng tham. Ừ. Đó, rất là nhiều cái bài học để đời cho anh Trọng. Và hiện á, hiện là tới mùa, bắt đầu vô cái mùa là tháng 7 âm lịch của mình. Ừ. Và cái mùa gọi là mùa Vu Lan báo hiếu. Nên thành ra là cái MV này là cũng một phần gửi tới cô chú anh chị xem á, để có một cái mùa trung thu, mùa Vu Lan báo hiếu cho nó có ý nghĩa. Yeah. Mà từ chính những cái nhân vật mà nó đang gặp rất là nhiều là tai tiếng. Yeah. Đó là nội dung của tụi con là vậy. Chú ủng hộ đúng không? Ừ. Quyết tâm ha? Quyết tâm, chứ biết làm sao bây giờ. Nhưng tại vì cũng bây giờ con cũng biết kiếm. Nhưng mà thấy anh Trọng làm như vậy là ông bác vui không? Vui. Hiện bây giờ con thấy công chúng đang cố gắng có sự thay đổi rồi. Ừ. Ăn từ ăn mặc đi đứng rồi cả con cái hôm nay cũng ở trong đó. Ừ. Cũng không dám ở giờ nữa. Từ từ phải vô đó rồi mà, không có ở dở được. Mà cái này con nói thiệt với ông bác nha. Con là cái người mà từ trước tới giờ là gần với anh Trọng nhất. Nhưng rồi, mà đúng. Con thấy lần này anh Trọng có tiến bộ là nghe được những cái lời khuyên của anh em. Nhưng mà con không biết về vậy sau nha, nữa thì như thế nào con không biết. Chứ lúc trước là anh em con khuyên không bao giờ nghe. Rồi. Mày nói vậy là nó đã hơi tiến bộ rồi. Dạ, chính xác. Thôi vậy cũng mừng. Nên là con muốn là thông qua cái chương trình sắp tới đây là Vu Lan báo hiếu nè, là vừa làm ra mắt cái MV đó để mà anh Trọng bán được cái sản phẩm, những cái sản phẩm đó thì giúp cho anh Trọng, và cũng như là gom ra cái quỹ để mà sắp tới ngày rằm á. Ừ. Là mình sẽ tổ chức đi phát gạo cho người nghèo đó. Ừ, cái đó là tốt nhất. Dạ chiều nay tao cũng đi với thằng Nhịp Sống Niêu đi phát từ thiện. Dạ. Cam nó gửi nhà tao chốc trang nghiết là nó chặt cứng luôn kìa. Rồi bây giờ của tao còn hai mấy ký nó chiều nay nó mua hết luôn á. Của cô Mai Châu ở bên Mỹ. Yeah. Cô đó cho tao 500 đô mà để trả 7 tháng nhà trọ. Chú đã thấy 11 triệu 800. Chú suy nghĩ gì không? Có suy nghĩ gì khi mà gặp người không quen biết mà cho mình với số tiền mà lớn như vậy? Không có ngờ được khi cái tình thương tự nhiên đến với mình một cách lạ lùng như vậy, rất mừng lắm. Bởi vì mỗi ngày thì mình đi bán trái cây rồi, như ở tiền xài trên này á, mình nói bằng sự thật, nói 100.000 là không đủ tôi rồi, mình nên tôi không đủ rồi. Đúng rồi, cái đó sự thật. Sài Gòn mà. Hừng sáng ăn gì dĩa từ 45 tới 35 không, dĩa ăn của mình á, ăn bánh nước hay này kia nữa. Vậy thì chú cho con hỏi câu hỏi này nè. Ví dụ một người cho chú một số tiền lớn như vậy, với một người mà chỉ có tới mua chú một ký cam, thì theo chú rồi chú có coi trọng người nào không? Lúc nào mình cũng ơn nghĩa, ít hay nhiều cũng là ơn nghĩa, chứ không phải ít mà không ơn nghĩa. Đó là tình thương người ta mua tiếp mình, dầu một ký cũng là nghĩa tình. Còn cái số tiền lớn mình chỉ cầu mong cô đó làm ơn cho tôi, và tôi mong tôi không trả ơn được người đó, nhưng mà mong những người khác, là tôi cầu mong ơn trên cho người khác trả ơn lại cô đó. Yeah. Chứ tôi chẳng biết nói gì hơn nữa. Thì cũng video nãy giờ ông bác mình trò chuyện cũng dài rồi. Ừ. Thì con cũng có lời cuối là có nhiều cô chú anh chị á, hiện tại á bắt đầu sẽ quay lại ủng hộ rồi, cũng như thương ông bác, gia đình ông bác với anh Trọng. Ừ. Nhưng mà cải tiến, anh Trọng cũng có cải tiến từ từ, và chị Thì cũng vậy, là bây giờ kiểu là đi qua nhà mới thì cũng có ý thức hơn, là tắm gội sạch sẽ hơn, không còn giống như là ngày xưa nữa ở phòng trọ nữa. Rồi thứ hai nữa là cô chú anh chị rất là góp ý nhiều nhất và chú tâm vô ông bác. Ừ. Là ngày hôm nay con cũng chia sẻ với ông bác luôn. Thì một cô chú anh chị nói á, những cái dây đeo của ông bác á, thì ông bác đeo bình thường,
nhưng mà mình sẽ thay đổi cái diện mạo mới, giống như là mình sẽ thay đổi cái chiếc áo mới, cái áo này mình sẽ làm kỷ niệm, mình sẽ sắm cái áo mới để mình bận. Thì ông bác nói ngay như thế này nè, bởi vì cái dù tôi bận như thế nào chứ cái áo này là tôi nguyện với lòng mà không bỏ được, đó là sự thật vậy. Nhưng không phải là kêu nhưng bỏ. Có đi đâu á, không đi đâu á thì tôi bận áo khác. Còn tôi giả tỷ như trực chiến là bởi vì cái áo này của tôi đó, nó vừa bởi vì khi mình nói á, tôi bận như thế này nhưng mà phía trong của tôi đó là đồ trong á, đặng cho nó hầm cái áo này nè, nó hầm mà dưới túi đồ của tôi đựng đồ nó nhiều lắm. Nhưng mà cái áo này là cái áo mưa đúng không? Ừ. Vậy bây giờ nó sức mồ hôi được á, vậy là tôi lớn tuổi mà, người không để tôi nói hết là khi không lao động lớn mà đâu có lao động sức mồ hôi mà nhờ cái áo này nó cứu đời tôi, cái đó sự thật. Vậy bây giờ này ấm cái phổi tôi đó. Vậy là có người tặng cho ông bác y chang cái áo này mà áo mưa áo mới, mà áo này tôi cũng phải bận thường hơn áo kia. Không, cái đó là tôi nói bằng sự thật. Cái này giống như cái nón của tôi, tôi đi đâu tôi đội vậy thôi. Ý của cô chú anh chị góp ý với ông bác là khi mà ông bác đứng bán á thì mình bận sẽ cái áo cho nó lịch sự hơn. Cái áo này ông bác có thể bận ở nhà vẫn được. Rồi vậy cũng được. Vậy cũng được. Cho người ta thấy lịch sự. Lịch sự người ta thấy mình. Nhưng mà bởi vì tôi cần thiết nó là khi tôi bận nó sức mồ hôi. Thì cái áo kia nó cũng sức mồ hôi. Không, cái kia nó hầm khác nữa. Không, nó thiệt, bởi vì cái áo này đó, cái da nó không còn nè, thấy không? Thấy còn cái vải dù không à? Hiểu chưa? Tôi quý là cái này nó lột hết rồi, cái trắng này nó lột hết rồi. Mà ra mưa nó cũng không ướt nữa, nó chỉ hơi chút xíu là khô rồi. Không, tôi nói vậy là hiểu chưa? Hiểu rồi. Đó, thành ra tôi quý nó vậy, vậy tôi bận mà. Lỡ bữa nào ai ăn cắp mất sao? Cái đó tôi ngồi chắc tôi nhớ áo thì tôi khóc á. Trời chết. Không rồi. Thiệt quen rồi, cái đó quen. Sao vợ đi không? Đó, không nói như cái nón vậy nè, cái áo này như cái nón này tôi đi đâu rồi tôi bận đó. Giờ ở nói... xứ tôi đi. Chỉ thấy cái áo biết ổng rồi. Nhưng mà giờ cũng nói là nếu như nó bị mất đi thì chú làm gì? Chú khỏi ra được luôn. Thì cũng ráng chịu thôi, nhưng mà nó không có quen. Cũng như cái này nó đã quen với mình. Cái đôi dép mình mới mua lúc nào nó cũng không có dựa chân mà cũng không quen chân cả. Nhưng mà nếu thì, mà quen đó, đó. Thời gian lâu mình giống quen như được. Vậy đó. Giống thì, như vậy đó. Nhưng mà đến lúc mà nó mò hết rồi thì mình cũng phải thay thôi. Không phải thay một cái phải chịu thôi, phải chịu thôi. Cái đó là cái thói quen. Cái quen của mình, đúng không? Vậy nên là chú cứ thay cái mới đi rồi cái cũ vẫn để đó. Để đó. Nhưng rồi. Mà đảm bảo một điều rằng khi mà ông mặc được cái đồ mới, ông sẽ bỏ đồ cũ. Cái chuyện đó không. Cái chuyện đó mình không quan trọng nhưng mà con khi giả tỷ về nhà tôi cũng lột áo kia tôi. Đúng rồi, thí dụ là quen. Đây. Cái thói quen. Con nói vậy nè, là khi mà người ta muốn ông bác đi bán á là hình Rồi thì tao chịu. Ông bác phải sạch sẽ. Đã tao nói tao chịu thì tao sẵn sàng lột bỏ nhà nhưng mà khi tôi nghỉ bán rồi tôi phải đúng bận rồi, về nhà không muốn bận là bạn. Tôi muốn bận cái gì bận mà cái thói quen của tôi mình ra buôn bán mình phải chia sẻ vậy đó. Đó là người ta góp ý với ông bác như vậy đó. Rồi ok đúng không, quỷ này nói tao dơ rồi. Rồi con cảm ơn bác nhiều nha. Thôi lời chào chú ông bác chiều nay là có nói chuyện mà có hơi căng thẳng hả? Đâu có cái gì căng thẳng đâu. Cô bác thông cảm nha. Vì thông quê nói nhiều khi chứ thật lắm. Dạ. Rồi cảm ơn bác nha. Rồi chào thân ái cô bác anh chị.